dây từ số 8 này. Lên 275 đồng số 6 cm nhá. Ăn một loa đến bây giờ là 175 và tần số là 1.22 ngày. Thôi đi về đó. Ăn thế đó. Hôm nay ra quay video nhưng mà quán không cho quay nữa. Thế chỉ quay được lúc ăn với cả lúc được tiền thôi. Đây đầu tư 6 cm nữa. Hơn 2 mang. Đấy, 2 man 6 cm 600 yên là được 2 man 600 yên. Nó chơi một tí. Giờ quán nó không cho mình quay video nữa. Nó bảo là quay nhiều thì sợ ảnh hưởng khách ấy. Đây hôm nay ăn được đấy. Đầu tư có 6 cm nữa. Đấy, ăn được 2 man. 2 man 600 yên. Anh em xem kênh thì hãy cho mình xin một like với cả đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ôi và đây ăn thế đấy. Hôm nay vào ngồi thì mày đấy đầu tư 6 cm mà nó lổ quả bé nhưng mà anh cố nó lổ cho mình liên tục luôn. Ngày hôm trước ấy nó ăn nó bị cái máy nó hút lên 1129 mình đã ăn một quả bích rồi nên mình thấy máy này có khả năng mình nhả quánh cố một tí là nó nổ luôn, nó nổ liên tục luôn và nhá, phải lãi được 3 man đấy nhưng mà mình bị hút lại 100 thôi. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá.